Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình thì hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình được nhận cái thông tin là Gincoin sẽ có một cái chương trình phát triển rất là khủng khiếp, tức là lớn các bạn, vào tháng 6 này. Thì chúng ta hãy đi vào xem. Đi vào nhóm chat chính của Gincoin để chúng ta sẽ xem là họ phát triển như thế nào nha. Đây là các bạn, đây là chính là nhóm chat chính của Gin Group nha các bạn. Đó, thì xem là họ sẽ nói như thế nào nha. Thì bây giờ mình sẽ copy cái kế hoạch mà họ gửi trên nhóm nha. Mình sẽ dịch cho tiếng Việt xem là họ sẽ nói cái gì nha. Thì bây giờ mình sẽ copy. Sau đó mình đi vào Google dịch nha để mình xem. Họ dịch như thế nào cho các bạn nha. Google dịch. Đây, mình sẽ paste vào đây. Rồi. Bây giờ mình paste vào đây xem họ dịch như thế nào nha các bạn. Đây. Google dịch ra rằng Gin tiếp tục khởi động với những kế hoạch lớn trong tháng 6. Hãy theo dõi tin tức từ chúng tôi trên các kênh cộng đồng. Nói nhiều hơn và chia sẻ về Gin để hệ sinh thái dễ tiếp cận hơn với cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra các kế hoạch trong tháng 6. Thứ nhất, tăng tốc độ khai thác vượt trội cho các thợ đào giữ từ 1.000 Gin trong ví. Như vậy, nếu như trong ví của bạn hiện giờ đang có 1.000 Gin thì xin chúc mừng bạn vì bạn có khả năng được đào tiếp nha. Thứ hai, liệt kê Gin trên sàn giao dịch CoinTiger. Nó sẽ liệt kê trên sàn giao dịch CoinTiger trong tháng 6 này các bạn nha. Công bố bản cáo bạch trên CoinNetCo. Rồi, trực tiếp điều hành quỹ hỗ trợ cộng đồng vượt qua đại dịch. Và cái cuối cùng là nhắm đến Gin với giá trị 5 đô trên 1 Gin. Thành công đến từ sự chia sẻ và nỗ lực của tất cả chúng ta. Đó, cho nên là trong cái tháng 5, tháng 6 này thì Gin sẽ ra kế hoạch rất là lớn cho các bạn. Cho nên là các bạn hãy giữ lại Gin và chờ tiếp tục để có những cái hướng phát triển tiếp cho các bạn. Các bạn đừng bán đi uổng, hãy chờ Gin lên 5 đô 1 Gin thì bán nha. Rồi, ở dưới đây thì có địa chỉ hợp đồng nha. Và cái Twitter cũng như website chính thức của Gin nha các bạn nha. Và có cái nhóm channel của Gin này các bạn có thể đi đăng nhập vào đây để theo dõi nha. Đây là các thông tin chính từ Gin nha các bạn nha. Hoặc là các bạn có thể đi vào cái trang trực tiếp của Gin nữa các bạn xem cũng được. Thì nếu như ai theo dõi nhiều thì các bạn sẽ biết nè. Các bạn sẽ biết nè, cũng có rất là nhiều cái kế hoạch trên cái trang gincoin.co nha các bạn nha. Đây, và cũng thậm chí còn có những cái nhân vật mà sáng lập ra cái này nữa các bạn. Cho nên là cái Gin nó có rất là tiềm năng anh nha các bạn nha. Đây là các bạn. Các bạn có thể kéo xuống và các bạn xem trong cái trang web trang chủ của nó là roadmap, là tức là cái quy trình phát triển của nó đó các bạn. Cái roadmap. Đây là đây là những người sáng lập ha. Đó là những cái đội nhóm của Gincoin đó các bạn nha. Cho nên người ta đã leak ra hết chứ không có ai giấu giếm cái thông tin gì hết, cho nên các bạn có thể tìm hiểu. Theo mình thì Gin này rất là tiềm năng. Cho nên là mình đưa cái thông tin những cái tin tức mới nhất cho các bạn theo dõi nha. Chúc các bạn có rất là nhiều Gin nha. Còn hiện bây giờ thì nó không có cho đầu miễn phí nữa các bạn, nó đã ngưng đầu miễn phí rồi. Cho nên các bạn cũng hãy chờ đợi thời gian, kiên nhẫn một chút xíu. Sau khi mà nó lên trong tháng 6 này sẽ có những kế hoạch lớn hơn nữa, thì lúc đó các bạn sẽ có những cái kế hoạch tiếp theo cho Gin nha. Rồi, chúc các bạn thành công. Nếu như các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của mình thì hãy bấm một nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Còn nếu các bạn không hiểu gì hoặc là các bạn cần mình làm video về điều gì thì hãy có thể bình luận dưới video nha. Mình sẽ chat với các bạn trực tiếp dưới bình luận video, hoặc là mình sẽ làm những cái video để trả lời thắc mắc cho các bạn nha. Rồi, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.